Rồi một cái nữa. Dướng mạnh lên. Rồi rồi đấy. Có thêm thịt hai loại nha. Đây 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 đây. Trời ơi. Quá hấp dẫn luôn á nhà ơi. Mà quấn vô lá chuối. Điều ngoại luôn, nhanh gọn lẹ luôn cả nhà. Thì hello cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Ông Chồng Vlog nha. Thì hôm nay mình qua tới địa phận của Long Lùng Vlog nè cả nhà. Em trai bán cá lóc nướng nè, nghe nói là đây bán ngon lắm cả nhà. Đó, cái sạp của em ấy rất là đơn giản luôn, nhưng mà chủ yếu là chất lượng nè. Cái nướng vàng đẹp ha. Đấy. Rất là ngon. Thì mua hai con hay cả nhà. Đó nè cả nhà. Quá thơm luôn cả nhà ơi. Rồi, giờ ở đây là ngay cái ngã tư Đèn Bốn Ngọn nè. Nếu mà mình đi quẹo trái á, về Tấn Hòa, Tân Châu, lên huyện Hồng Ngự á. Rồi. Còn tại đây là thành phố Hồng Ngự. Còn quẹo phải á, vô miền Tân Hồng của Tám luôn vậy. Dạ. Lên cửa khẩu Vinh Bà. Ở đây bây giờ nó cải tiến dữ anh Long ha. Bán nguồn đồ ăn quá trời, nhà cửa luôn. Quá trời luôn. Cái sáng là bán đầy đủ. Này là nướng mỡ hành nè. Đây là phộng nè. Ở đây bán rất là rẻ cả nhà ơi. Cái nhà cứ ủng hộ anh em của mình ngay ngã tư ngã tư Bốn Ngọn hướng về Tân Châu. Ngã tư Bốn Ngọn hướng về Tân Châu và Tân Hồng. Và Tân Hồng. Ngay nhà văn hóa Hồng Ngự. Ngay nhà văn hóa Hồng Ngự luôn. Nhìn nhất bên tay phải luôn. Là tại quán cái lóc nướng. Dạ, coi mẫu ra kìa, quên đó, lát nữa quay con sao, quay con sao coi mẫu ra. Làm cái lát mà thấy hả? Đây. Em nói cho anh em ở thành phố về ghé chơi. Chú quán nè, chú quán rất là điêu luyện nha cả nhà. Trời ơi quá thơm luôn, từ từ. Trời ơi con cá này. Dướng mạnh lên. Trời ơi đấy. Có thêm thịt hai loại nha. Đây 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 đây. Trời ơi. Quá hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Mà quấn vô lá chuối. Điều ngoại luôn, nhanh gọn lẹ luôn cả nhà. Thì cái nhà có nhu cầu thì cứ ghé ngã tư. Khu văn hóa. Có rồi, có nguyên một rau nữa nè cả nhà. Lát nữa đi về nhà của mình để nhà. Có bánh tráng cuốn rồi đúng không? Có, bún luôn đầy đủ. Rồi. Rồi xin phép mình về ha cả nhà. Về nhà anh Long tác chiến nha. Wow, cả nhà ơi. Giờ mua hai con mà giờ mình đãi một con đi riêng đi nha. Để anh chung cô bé lại tiếp tác chiến nha. Cá lóc thì ngon và hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đó. Đó, đây cua đồng ha cả nhà. Càng cua nè cả nhà ơi. Càng cua đồng nè. Càng cua nè. Quá sức lâu mới gặp được anh Long nè. Trời ơi, từ cấp làm IT tới bây giờ luôn cả nhà. Khoảng 4 năm nay đó. Hai anh em biết nhau rất là lâu. Bây giờ rất là vinh dự là đại nhà lại nhà anh Long. Nhà anh Long có thang trang rất là đẹp nha cả nhà. Xịt tin lắm cả nhà. Đấy. Có con chó rất là đẹp luôn. Gao nè. Gao là dưới quê là gao tươi, là nói chung ra là gao là nó không có hại, không có sâu, thịt chút sâu hả Long hả? Không đâu, nè, có gao nhái này kia nè. Gao này gao nhái. Là gao nhái. Dạ, yeah, đúng rồi. Cải bè xanh với cải xà lách. Quá là ngon, quá là tuyệt vời luôn. Này là nước mắm me nè. Dạ. Thì hai anh em chứ có nhiều đó cả nhà. Cái này mà thêm thịt ba rọi nướng á. Sắc lát nhỏ vậy nè, vuông nhỏ nhỏ để vô ngon lắm á. Rồi. Thì hôm nay rất là vinh dự luôn đến nè Long Lùng nha cả nhà. Thì xin phép xin mời cả nhà cùng ăn cái lóc nướng mỡ hành và tiếp theo nữa là càng cua đồng. Rồi xin mời cả nhà cùng đón theo dõi hai anh em mình nha cả nhà. Khui mời cả nhà. Khui mời khui. Vô cả nhà ơi. Vô cả nhà ơi.
hôm nay có ông Tính Trần Vlog qua với anh mình chơi. Chỉ có hai anh em thôi. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Cùng uống với anh em mình nha. Quá đã nha rồi. À, đây là lùng lùng cái lóc nè, trời ơi, nói thiệt ra đến nhà anh Lâm rất là vui luôn cả nhà, tại vì lâu dữ lắm luôn rồi, khoảng chừng 3-4 năm rồi, biết trên y tế ghép là nhiều rồi. À, xin mời cả nhà cá lóc nè, cá lóc nướng nha, lóc nướng ngon quá, ghẻ mà ngon, tại vì vùng quê mà ghẻ phải không? Ở quê em hả, 20.000 là ăn no à. Ăn uống có 10.000 thì xin phép mời đại đình ăn cùng mình nha. Ở bên này ngon dữ lắm cả nhà, ngon dữ dằn quá nhà ơi. Xin mời cả nhà uống cùng với anh em mình nha. Vô cả nhà ơi, lọc nướng đây nè, bên này lên hình với anh Long. Chứ là em lên hình với anh Minh. Anh lên đây về quê thì bắt kẹo với anh Long, lên hình với anh Long. Anh Long ngoài mặt da mặt trắng bóng mà mọi mẹ ơi, tôi tưởng đâu là ổng xích ra ổng bào bào hay mày á, rồi đắp xích lên hay nhẹ thiệt, da mặt anh Long đẹp quá, chính của anh JPD. Chính của anh JPD. Chính của anh JPD. Nó nhỏ này tin của anh JPD nhưng mà để mình suy nghĩ lại. Nói chung mình đang mời cái nhà ăn cua đồng nghe. Thì mình quay video mình á thì cũng như mình đã nói là lưu lại kinh nghiệm của hai anh em mà ăn cái này. Đặc biệt của phấn tráng này cái nhà. Cho thằng cá. Cho thằng cá. Cho hả? Trời ơi. Ông tới rồi, ông thả ông tới vậy rồi. Ông tới vậy. Ăn đứa con đỉnh sổ nè. Để cho chú qua video hả con. Cho con miếng nữa nè. Mời cả nhà nha, cua bánh tráng chấm mắm mè cả nhà ơi. Em là cũng cuốn này nè là ngon lắm cả nhà ơi, ngon chưa ăn là biết ngon rồi đó, xạo lắm nè, nó làm ngon rồi, chưa ăn mà nó ngon rồi, nó xạo rồi đó. Đâu rồi, đụng anh điện anh Trung của em đó, cho mình chan vô, gào vô đó, cá vô bánh. Cũng lâu lắm rồi mình cũng chưa ăn cá lóc nướng của bánh tráng như lại bún nha. Xin mời cả nhà nha. Cũng hơi ngon ngon. Cũng hơi được được. Anh Trung có làm gì không? Chạy lại lại anh chơi nè, có ông Tính ông Ba nè. Rồi rồi rồi, lại đi thầy. Anh đang làm video, ổng để ông lại con gái rồi, đi chút rồi, ổng về ổng làm. Không có nhờ. Chúc mới lại cả nhà ơi. Đó, đây anh Trung nè. Anh Trung có nói gì kênh hả anh Trung? À, chúc cho ngày mới nhiều sức khỏe anh. Rồi, đấy. Đây thì anh Long thì cái người mà ngồi mấy anh em mình cũng biết rồi ha. Thì nãy giờ cũng uống hơi hơi tê tê rồi đó cả nhà. Thì cá lóc nướng nè, rồi cua đồng nè. Đấy. Càng cua à? Ờ, càng cua, sao quên hoài ta. Càng cua đồng. Dạ, 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 càng cua ha cả nhà. Gạo, gạo tươi sống luôn ha cả nhà. Thì không gian ba anh em mình cứ thế thôi cả nhà ơi. Đấy. Anh Trung nha, anh Trung ở ngoài, anh Trung ở ngoài còn trẻ lắm cả nhà, dám măng luôn đó nghe không? À, còn ai có yêu thương kênh Trung Cô Ve thì qua ủng hộ kênh và đăng ký kênh và
và chia sẻ cho anh nha cả nhà. Anh làm về đồng quê đủ các kiểu con đà điểu nha cả nhà. Thì mong cả nhà ủng hộ kênh của anh Trung nha cả nhà. Các bạn nhớ dành thời gian ủng hộ mình nha. Rồi. Anh Long Lùng thì cái nhà thì khỏi cần phải bàn cãi nha cả nhà. Đấy. Cả nhà. Đây chàng cua. Nha. Yeah. Chàng cua đồng. Rồi. Rồi mời cả nhà nha, vô miếng ơi. Ngon ngon. Chờ nó miếng dễ khác. Vô Long ơi. Vô. Mời cả nhà vô. Mời cả nhà luôn ha cả nhà. Video của mình á cũng dài ha Long á. Đến nhà Long thì rất là vui. Anh Trung có vẻ là caramel của mình mới luôn, mới nhà chút xíu á. Thì cảm ơn anh Trung rất là nhiều và cảm ơn anh Long Lùng lắm. Thì đã tạo một cái buổi tiệc nho nhỏ, tuy không có gì cao sang, đối với em thì tình cảm rất là nhiều. Nha. Thì em xin cảm ơn Long. Cảm ơn anh Trung cũng là cảm ơn ông Tấn đã đến với chuẩn bị với tôi thì là nữa cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh Trung thì ok anh Trung ha. Thôi. Thì video mình cũng là kết thúc cả nhà ơi. Thì cái mặt có YouTube kênh của em thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ like cho mọi người biết nha. Không biết tiếng thì là kênh Long Lùng Vlog, Long Lùng miền Tây, Long Lùng Long Cao TV. Lâm lâm hết lên các bạn. Bye bye.